căng thẳng. Tự sập luôn. Quả đấy là hơi liều. Xin mến chào quý vị và các bạn. Hôm nay mời các bạn cùng theo dõi máy xúc Hyundai 140 phá rỡ một cái căn nhà cũ. Phía trước trong màn hình của các bạn đây chính là toàn bộ cái căn nhà mà anh em chúng tôi cần phải phá. Căn nhà này thì bao gồm một cái gian nhà chính hình chữ L. Phía bên tay phải kia là một gian bếp phụ. Tổng diện tích của gian chính và gian phụ rơi vào 100m2. Một cái căn nhà nhìn còn rất là mới và đẹp, đang được anh em chúng tôi dần dần hạ xuống. Thời tiết hôm nay thì ở miền Bắc rất là nắng, nhiệt độ ngoài trời lúc này rơi vào tầm 41 độ. Thời tiết này thì chỉ thích hợp cho việc phơi lúa thôi, còn đối với những công việc làm ngoài giờ như là lao động phổ thông, nhất là cái nghề máy của anh em tôi khá là vất vả. Mà đặc biệt hơn nữa là đi phá nhà này nó rất là bụi bặm. Trời mưa thì phá nhà là tuyệt vời, nhưng mà trời nắng này thì phá nhà cực kỳ là bụi và vất vả các bạn ạ. Cái gian nhà chính này thì nó là hình chữ L. Cái phần lòi ra này thì nó có thêm một cái tu, gọi là nhà 2 tầng 1 tu. Hiện tại thì bác Tài chúng ta đang lựa chọn cái phương án là phá cái phần 2 tầng trước. Sau khi phá xong thì có cái lượng trạc nhất định rồi thì mới phá đến cái phần hình chữ L mà lồi lên này. Rồi cuối cùng là sẽ phá cái gian phụ, gian bếp cuối cùng này. Đấy, khá là rộng. Với một cái địa hình này thì 140 ở đây quá là thoải mái cho cái việc là quay qua quay lại và phá. Hiện tại lúc này thì bác Tài đang tiến hành là bóp cái phần dầm và phần mái của cái tầng 2 trước để giảm cái độ cao và giảm cái sự nguy hiểm. Đấy, đi phá nhà này thì không thể vội vàng được mà phải phá rất là bình tĩnh để đảm bảo sự an toàn cho máy, cho người và cho tất cả mọi thứ xung quanh căn nhà này. Nó lật cột đấy, thấy không, bóp nó rung, chỉ cần xử lý được cái hai tầng bên này thì cái phần ba tầng bên kia dễ hơn, nó chả đổ đi đâu. Khúc này bên nhà bên kia trên mái có cái dầm. Kia là sân không? Bên kia vườn cùng gà. Căng, quả này căng thẳng lắm này. Xem bác Tài như thế nào cho anh nha. Cái đoạn này rất là nguy hiểm đấy. Nếu như mà xử lý không kỹ thì cái phần cột ở mái hiên bên kia nó sẽ đổ ra nhà hàng xóm. Không những cái mái hiên mà còn liên quan đến cái phần bức tường.
đường vôi này nó mà quả ra phát là bên kia có những cái gì trở thành sắt vụn luôn. Căng thẳng, căng thẳng. Đoạn này đắp bóp cái phần dầm đường hạ đường đường 3 xuống. Tất cả các ánh mắt dân làng đang chú tâm vào cái khúc này. Đấy, rất là đông. Cả làng ra xem váy nhà. Hãy đứng dưới xem còn căng thẳng hơn là người làng. Nhìn ở góc rộng các bạn nhé. Đấy, thấy cái nhà này nó cao không? Đấy, nhìn góc rộng nhà rất là cao. Nhà này cao 2 tầng, cao tầm hơn 8 mét. Các cắt đứt dầm này. Đấy, cắt đứt luôn. Cắt đứt để đi nhấc mái lên. Đây là một trong những chiêu mà các ông phá nhà hay dùng. Tính toán hết sức tình mình. Hoặc có ông được quay kêu lấy gà bố. Đấy, dùng đấy, vỡ rồi đấy. Được cái tường trồng đấy xuống thì bóp được cái mái ra nhấc xuống. Đấy. Đứt đôi rồi. À đây ông xuống á. Quỳ chơi, quỳ chơi. Nào, quỳ nha. Sập luôn. Quả đấy là hơi liều. Cái quả đấy, quả vừa xong đúng ra là ông Đông là tưởng là rơi tường thôi đấy, chứ không phải sập cái mái đâu. Chứ quả vừa xong ai nghĩ là sập mái đúng không? Thì sập tường thôi. Đấy. Đúng không? Quả vừa xong là tính ra chỉ là tính sập tường thôi. Không tính sập mái, cuối cùng là nó sập cả mái xuống, may quá, không sang nhà hàng xóm thế nào. Chỉ mất mấy viên gạch vỡ vụn nho nhỏ rơi bên kia thôi. Đấy, bây giờ thì sẽ thay đổi người. Real Madrid đã thay đổi Ronaldo ra ngoài sân để cầu thủ khác vào sân để tiếp tục hạ nốt cái phần cột ở mái hiên và cái phần tường tiếp giáp nhà bên cạnh kia. Thì máy đang tiến hành di chuyển sắt vào trong để hạ cái phần cột ở trên cái ô bằng này các bạn ạ. Cột này này là rất nguy hiểm này, nó có thể ở đây thì tăng cường hai con, một con 70 đang phá ở đầu trong, còn một 40 thì phá đầu ngoài này. Trong ngày hôm nay thì máy sẽ cố gắng hạ cái tường của cái tầng 2, cái phần góc vuông này. Đến ngày mai thì máy sẽ tiến hành hạ cái
cái căn nhà 3 tầng hiện XL đấy, 2 tầng một tu. Rất là vất vả đấy các bạn ạ. Thì trong vòng buổi chiều ngày hôm nay thì máy hạ những cái phần tường của cái góc vuông cộng với cái mái của tầng 1. Bên cạnh đó là sẽ bóp sắt cho nó gọn kẽ vào để ngày mai nó có cái mặt bằng rộng hơn để tiến hành phá cái nhà L viên bao gồm 2 tầng và 1 tu. Còn máy 70 trong kia thì nó sẽ phá cái phòng vệ sinh và cái gian phòng bếp. Bây giờ đây sẽ tập trung hai con để làm nhanh thắng nhanh, làm nhanh rút gọn. Những cái phần nguy hiểm như mái, cột, dầm đã được hạ xong xuôi. Duy nhất là chỉ có một bức tường cao ở trên kia nữa thôi. Thì để hạ cái bức tường cao đấy thì con tài của chúng ta đang tiến hành bóp cái mái của cái tầng 1. Sau đó thì sẽ tiến hành phá lớp bức tường kia. Đấy, ô tô thì đang di chuyển vào để lấy sắt về. Con đường này thì sẽ đảm nhiệm việc là ăn những cái dầu riêng như là ra nhà bếp cần cái gì cần mà là còn cái ra bếp thì là có mái nữa thì chắc có thể phá được 1.000 cái phần trên cùng thôi. Cái dầu riêng nhỏ nhỏ là bán xong mày thì nó sẽ gom gọn phần giảm vào vất vả cho những người làm máy như anh em chúng tôi. Mình sẽ tiếp tục cập nhật